Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại một trường mầm non thuộc khu vực phố Láng Hạ. Như quý vị có thể thấy thì tại đây các em học sinh đã có mặt từ rất là sớm và các thầy cô giáo thì cũng đã sẵn sàng ngay từ phía cổng trường để đón tất cả các em. Và trước khi bước vào lớp thì các em sẽ phải xếp hàng và các thầy cô giáo ở đây thì cũng đã nhắc nhở các bạn học sinh là phải đeo khẩu trang cũng như là thực hiện cái việc giãn cách khi xếp hàng. Và còn khu vực ở phía bên trong của trường mầm non này thì các thầy cô giáo cũng đã bố trí đầy đủ về nước sát khuẩn cũng như là máy đo thân nhiệt để giúp cho tất cả các em có thể thực hiện được đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm này. Theo đại diện của nhà trường thì việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện ngay từ khi có thông tin dịch quay trở lại. Tại các lớp học cũng được nhà trường thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi và chỗ ngủ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên chủ động khử khuẩn buồng học, đồ chơi của các em sau mỗi buổi học. Đây là quy định bắt buộc để phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm con em.